Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 22 tháng 1. Nhận định: soi kèo nữ Iran với nữ Trung Quốc 17 giờ ngày 23 tháng 1. Thông tin này gốc bóng đá 24 giờ cập nhật trên trang bóng đá net. Nhận định: soi kèo nữ Iran với nữ Trung Quốc 17 giờ ngày 23 tháng 1 nữ châu Á 2022. Dự đoán: phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á nữ Iran đấu với nữ Trung Quốc từ các chuyên gia hàng đầu. Nhận định: soi kèo nữ Iran với nữ Trung Quốc. Khách với các người đồng nghiệp nam là một trong những đội bóng hàng đầu của khu vực châu Á. Các cô gái Iran chỉ được xem là đội bóng học Việt tại bóng đá khu vực. Bởi vậy, người hâm mộ không quá kỳ vọng nữ Iran sẽ làm bất ngờ tại giải vô địch nữ châu Á 2022. Trở lại với giải đấu, các cô gái Iran khởi khá ấn tượng khi cầm hòa đội chủ nhà nữ Ấn Độ với tỷ số 0 bàn thắng. Nhưng từ đó là chưa đủ để giới mùa điều gửi gắm niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Iran Đúc ở lượt trận thứ 2 bảng A. Nên nhớ, đây là trận đấu nữ Iran sẽ phải gặp đội bóng mạnh nhất bảng đấu là nữ Trung Quốc. Khác với đối thủ, nữ Trung Quốc khởi đầu vòng bảng với chiến thắng đậm đà 4-0 trước nữ Đài Loan. Dựa trên bảng tổng sắp của FIFA, nữ Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng thế giới và đứng ở vị trí thứ 5 tại khu vực châu Á. Về phần bên kia sân, nữ Iran không cùng đẳng cấp khi đứng ở vị trí thứ 70 thế giới và đứng ở vị trí thứ 14 của khu vực châu Á. Tỷ lệ kèo nữ Iran với nữ Trung Quốc: soi tỷ lệ kèo châu Á 3/3/4. Công bằng, nữ Iran không dễ có điểm trước nữ Trung Quốc, song giới đầu tư có thể tin tưởng. Nên biết, nữ Iran đang có chuỗi 5 trận thắng kèo tại mọi đấu trường. Trái ngược, nữ Trung Quốc thua kèo tới 4 và chỉ hòa 1 ở 5 trận mới đây. Chọn nữ Iran: soi tỷ lệ kèo tài xỉu 4/1/2. Có tới 4 trên 5 trận đấu mới đây của nữ Iran kết thúc với kịch bản không quá 2 bàn thắng mỗi trận. Nữ Trung Quốc chỉ thủng không quá 1 bàn trận ở 6 trận đấu vừa rồi tại giải nữ châu Á. Chọn xỉu. Dự đoán tỷ số trận này nữ Trung Quốc thắng nữ Iran 3-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.